Sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Cùng dự có Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh. Theo các quyết định được công bố tại hội nghị, ông Đoàn Xuân Hiếu, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng được điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Các quyết định này đều có thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng các đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố tín nhiệm giao trọng trách mới, đồng thời đánh giá cao năng lực quá trình công tác của các đồng chí và đề nghị tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể đơn vị mới quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.